Chào tất cả các bạn, cái video này sẽ là mình sẽ nói về một số con mái ha. Trong đây là mái, tất cả là mái hết. Anh chị các bạn mà có thích dòng mái nào á thì cứ liên hệ với mình nha. Hồi trước giờ mình quay trống rất là nhiều, nên bây giờ mình quay cái video mái để cho các anh chị các bạn tham khảo một số dòng mái. Mái hát môn ha, mái fancy. Dòng đuôi ngắn đuôi dài cũng có hết, tất cả các dòng luôn, Mustergard rồi Red Tumble Tail, Fancy Half Moon. Đây là những con máy Fancy Half Moon nè, rất là đẹp. Đủ màu sắc đó. Nhìn rất là bắt mắt. Fancy Half Moon thì có con Marble nữa các bạn. Có Marble luôn. Này nhìn đã không? Tất cả trong đây là mái nha các bạn. Có mái rồng rồng vàng, rồng đỏ. Một số dòng Marble nữa. Anh chị các bạn có coi được video thì nhớ like giùm mình nha. Đây mình bắt mái Marble cho bạn coi nè. Fancy nha. Fancy Half Moon Marble. Rồi con máy là dòng hai đuôi nè, ma bò hai đuôi nè, quá đẹp luôn. Còn Super Red á các bạn để ý nè, máy phải đỏ đậm, đuôi phải to vậy nè thì mới ra được cái đẹp được, chứ mình mà mua con máy đỏ mà nó có trâu xanh trên người á, ép ra nó không đỏ đậm đâu các bạn. Anh chị các bạn, đây là con máy Fancy Double Tail ha. Fancy hai đuôi á. Màu quá lạ luôn. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị các bạn.